Thời tiết nắng nóng cho nên điều hòa là vật dụng thiết yếu của hầu hết các gia đình, cơ quan, công sở. Thế nhưng nếu dùng điều hòa không đúng cách, lạm dụng điều hòa lại có thể mắc bệnh, thậm chí đột quỵ hoặc tử vong. Bệnh nhân này đến Bệnh viện Lão Khoa Trung ương khám bệnh trong tình trạng đau đầu, khó thở, đau họng, khô mắt. Theo các bác sĩ, đây là biểu hiện của nhiều người già khi đến khám bệnh trong thời gian khoảng 2 tuần trở lại đây. Và nguyên nhân có thể liên quan đến việc sử dụng điều hòa không đúng cách, lạm dụng điều hòa khi thời tiết nắng nóng. Rất nhiều bạn ạ. Đấy, như tôi vừa có nói là có bệnh nhân đến khám ở trong cái thời gian này thì bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp rất là nhiều. Đấy, và tôi nghi ngờ nhiều là do có thể là các bác sử dụng cái điều hòa chưa được hợp lý, dẫn đến là cái môi trường nó khô quá và cái tình trạng mà viêm họng hoặc là các cái bệnh về mắt do khô mắt đấy thì là cũng tương đối là nhiều trong cái dịp nắng nóng này. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như bệnh nhân trên, bệnh vẫn ở thể nhẹ bởi đã có những người phải nhập viện cấp cứu và nguyên nhân có liên quan đến việc sử dụng điều hòa. Cũng có những cái bệnh nhân mà do lạm dụng điều hòa mà chủ yếu là rơi vào nhóm bệnh nhân bị di chứng tai biến mạch não hoặc những cái bệnh nhân mà bị nằm một chỗ. Và khi nằm một chỗ thì bệnh nhân không có khả năng để có thể khi mà nằm nó tự đắp chăn hay là điều chỉnh được cái mức độ điều hòa và do đó thì rất dễ vào viện trong tình trạng viêm phổi do bật điều hòa. Theo các bác sĩ, trong thời điểm thời tiết nắng nóng như hiện nay thì sử dụng điều hòa là việc rất cần thiết. Tuy nhiên nếu sử dụng nguồn khí lạnh nhân tạo không đúng cách sẽ làm chênh lệch nhiệt độ, dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho cả người lớn lẫn trẻ em, đặc biệt là người già. Chúng tôi thường khuyến cáo là đối với người cao tuổi, những người mà có khả năng tự vận động, tự phục vụ được bản thân thì sử dụng điều hòa. Các cụ có thể tự điều chỉnh được cái mức điều hòa nhưng mà vẫn khuyến cáo là duy trì cái mức nền nhiệt là khoảng 27-28 độ. Còn đối với cả những bệnh nhân mà không có khả năng sử dụng được điều hòa, nằm một chỗ mà hoàn toàn phụ thuộc vào con cái hoặc là những người chăm sóc thì khi đó thì cũng phải giữ cái mức nền nhiệt như vậy, thường là khoảng 28 độ nhưng vẫn phải đảm bảo là phải có phủ các cái chăn mỏng. Đấy, để tránh làm sao để cho bệnh nhân rơi vào tình trạng viêm phổi do quá trình nằm trong môi trường điều hòa. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình nên để nhiệt độ điều hòa theo công thức lấy nhiệt độ ngoài trời trừ đi từ 10 đến 12 độ để đặt cho nhiệt độ điều hòa trong phòng. Cụ thể hơn, vào những ngày nắng nóng trên 35 độ C thì vào ban ngày nhiệt độ điều hòa nên duy trì ở mức từ 26 đến 28 độ C và thấp hơn 1 độ C từ 25 đến 27 độ vào ban đêm. Đặc biệt vào ban đêm, nếu sử dụng các loại điều hòa hiện đại thì người dân nên dùng chế độ phòng ngủ. Bởi cứ sau 2 giờ, điều hòa tự động tăng thêm 1 đến 2 độ. Đến khi nhiệt độ trong phòng đạt 28 độ thì điều hòa sẽ dừng và duy trì ở mức này.